Đây là ớt Đà Lạt to hồng, nước xanh, nước đỏ nè. Ba xa mà cứ tưởng ra gần. Tớ phải cho miệng không? Lắc đi, lắc đi. Trời nó đẹp bọc. Nó đẹp như vậy đó. Ê, quá trời luôn. Đi vô này mới thấy quý chứ. Có những shot hình đẹp chứ. Người ta đi săn mây cùng mình đi săn ớt mà. Khách ở dưới mới thấy thế nào. Dạ. Chú quê thì khi nào á? Sáu giờ. Ôi, đây những cái ớt khổng lồ. Nó có cái khớp này thẳng này. Cái chỗ cái sụn này ha, thấy cái mềm không? Dạ. Đó. Là à. Vậy là nó ngay cái sụn này là nó không vừa không hư trái mà nó vừa không có như cái cây này luôn. À. Nó ngay cái chỗ này là ngay cái khớp này. Dạ. À, ngay sụn đó đúng không? Nó dạng cái sụn đó. Ừ, đã nhờ. Thờ.
đứng gần cá đang á, hệt kẹt á. Hết kết rồi. Chú Việt ơi, kêu hết kết rồi. Con là gạnh thẳng với nha luôn. Gạnh thẳng với chúng ta. Cái giọng. Cái này không phải là dòng mới nó chưa.